La hét cái gì vậy? Nơi giao hàng này là chỗ để gây rối hay sao? Các người muốn gì? Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Tránh ra! Tránh ra! Tam thiếu gia tới rồi! Có chuyện gì ở đây? Tam thiếu gia, theo thứ tự chúng tôi phải chuyển số hàng này qua đây trước. Nhưng bọn họ, một hai đội chuyển hàng của họ sang bên đó. Anh nói đi, để không phải là ngang ngược sao? Ngang ngược? Số hàng này là của hoàng gia. Chúng tôi bốc dỡ hàng lên xuống xe là dựa theo thứ tự đã lập trước. Đúng, theo thứ tự. À khoan, thứ tự dỡ hàng thế nào? Hãng xe giao hàng là nơi trung chuyển hàng của bốn nhà, nhưng đã đồng ý để Lâm gia quản lý. Vậy nên thứ tự hàng chuyển đi sẽ do Lâm gia định ra. Tam thiếu gia, lô hàng này thực sự rất gấp. Hàng quá ai mà chẳng gấp. Anh quay về nói với hoàng gia, nếu trưởng bối lại không tuân thủ theo quy tắc, ngày nào đó con cháu có làm trái quy định, mong hoàng gia đừng trách. Đi, chờ đã. Đánh chó phải nhìn chủ. Người của anh đánh anh em của tôi là không nể mặt tôi. Có phải nên xin lỗi không? Tam thiếu gia, xin lỗi, chờ đã. Không phải xin lỗi tôi. Tôi muốn anh nói xin lỗi với các anh em. Chỉ đám người khuân vác hàng hôi hám mà cũng đòi tôi xin lỗi họ. Đại ca, đại ca, lên! Hay lắm. Hay. Hay. Lão gia, hãng xe giao hàng xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Lâm Hải, đi tới đó xem sao. Lão gia, không hay rồi. Lâm gia và hoàng gia đang đánh nhau ở hãng xe giao hàng. Dừng tay, đừng đánh nữa. Lão Tam, mau kêu họ dừng tay. Nhị ca, đây là hãng xe giao hàng của em, chứ không phải võ đài hoa sen của anh. Cái gì của em, của anh? Nhị ca, giờ em mới phát hiện, đôi khi anh cứ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, người ta sẽ coi anh như trái hồng mềm. Không phải kêu em nhịn, sao em không dừng tay để hỏi rõ tình hình? Nếu họ thật sự là người gây rắc rối, anh sẽ đánh họ cho em. Anh đánh họ cho em. Nhị ca, nghe nói võ đài hoa sen của anh đang rất rầm rộ. Cả việc giặt giảnh ở chỗ tồi tàn này mà anh cũng muốn quản sao?
Có chuyện gì vậy? Có người đang hoành hành trên địa bàn của Lâm gia. Em chỉ dạy họ vài quy tắc thôi. Cháu trai, nói năng cũng lớn giọng quá chứ. Anh Lâm, anh Hoàng. Hoàng gia, may mà hoàng gia tới kịp lúc, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Xin hoàng gia hiểu cho. Hiểu lầm. Đây mới thật sự là hiểu lầm. Nhanh. Nhanh lên. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Nếu còn chạy nữa tôi sẽ bắn. Dừng lại. Đừng chạy. Nhanh. Nè, cầm đi. Cảm ơn nhị thiếu phu nhân. Đuổi theo cả buổi. Hóa ra là nhị thiếu phu nhân của Lâm gia hả? Đuổi theo cả buổi là sao? Nãy giờ tôi vẫn ở đây mà. Không thể nào. Tôi vừa nhìn thấy bóng lưng cô bước vào đây. Sao có thể được chứ? Mọi người, mọi người nói đi. Có phải nãy giờ tôi vẫn ở đây hay không? Đúng rồi, vẫn ở đây mà. Có đi đâu đâu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Vừa rồi có hai người vào đây. Hình như họ chạy qua bên kia. Ai trong các người dám nói bậy? Có tin tôi bắt hết các người lại không? Bắt hết họ lại cũng tốt. Chỉ cần lo cơm ăn chỗ ở thôi. Anh làm như vậy cũng coi như là đang làm việc thiện. Một mình cô đang làm gì ở đây? Đây hình như là chuyện của Trung Nghĩa Đường chúng tôi. Chẳng lẽ Trung Nghĩa Đường làm gì cũng phải báo với anh? Đi. Cha, cha tìm con có việc gì không? Cha, con sai rồi. Con lỡ tay. Con thừa nhận rồi sao? Con là con cháu của Lâm gia đó. Cha, lúc đó con uống quá nhiều. Đột nhiên con nổi giận lên. Nhưng con thật sự không có ý đó.
Con có biết con đã giết ai không? Người con giết là chú Trương của con. Cha con xin lỗi. Đứng dậy cho cha. Đứng dậy cho cha. Người mà con giết là một đệ tử của Trung Nghĩa Đường. Con có biết không? Con giết ân nhân cứu mạng của cha. Con giết chết anh em của cha. Cha, chú Trương là anh em của cha. A Khôn không phải là anh em của con sao? A Khôn, A Khôn có thể sánh bằng chú Trương của con không? Chú Trương đã ở nhà này hơn 30 năm. A Khôn là thứ người gì? Nó bán thuốc giả, hủy hoại danh tiếng của Trung Nghĩa Đường. Cha, cha đang nói dối. Rõ ràng cha biết là con bán thuốc giả. Người đáng chết lẽ ra phải là con, nhưng cha lại giết A Khôn. Cha giết A Khôn. Cha giết A Khôn không phải vì con hay sao? Vì con hả? Cha nói con biết đi. Con đã làm mọi thứ cho Trung Nghĩa Đường, nhưng cuối cùng con đã nhận được gì? Con còn muốn gì nữa? Cha không phải vì Lâm Gia, vì Trung Nghĩa Đường, vì đứa con hư hỏng như con sao? Cha, đừng đánh nữa. Thằng bất hiếu này, con dám đánh trả? Không, con không dám đánh trả. Con có biết tại sao hôm nay cha lại phải dạy dỗ con không? Là vì con đã giết chú Trương. Nếu con giết chú Trương thì một ngày nào đó con sẽ giết cả cha. Cha, sao cha có thể nói như vậy? Sao con có thể giết cha được? Sao con có thể không làm vậy? Sao con có thể không làm vậy? Sao con có thể không làm vậy? Cha, đừng đánh nữa. Cha, 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 cha. Đừng làm con sợ. Huyện trưởng Hàn, chúng tôi đến đây để bắt đảng cách mạng. Đừng giết người bừa bãi. Giết người bừa bãi? Nếu họ không chống cự, tôi giết người bừa bãi được sao? Lâm Dương, bây giờ mọi chuyện đã đến mức không thể quay lại. Anh đưa cả gia đình ra đây đầu hàng. Em sẽ bảo vệ mạng sống của cả nhà anh. Cô dựa vào đâu bảo vệ họ? Họ đều là đảng cách mạng. Bảo với các anh em mau lấy súng ra. Được, nhanh. Các anh em nghe đây, bắn cho tôi. Dừng lại, dừng lại. Tất cả bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Tôi muốn nói chuyện với anh.
Quyền trưởng Hàn, đừng nổ súng bắn. Tôi muốn nói chuyện với hai người. Chỉ cần anh không nổ súng, anh muốn sao tôi cũng đồng ý. Giờ anh muốn nói chuyện hả? Quá muộn rồi. Chỉ cần bây giờ các người đầu hàng, vẫn chưa muộn, có thể nói chuyện. Các người nói chuyện cả buổi trời, tôi thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của tên đảng cách mạng nào, chỉ thấy các anh em của tôi chết thôi. Hai người biết rõ tôi không quan tâm đến đảng cách mạng. Kể từ khi Diệp Tuyết Ngọc tới Lâm gia của chúng tôi, Lâm gia chúng tôi liền xảy ra bất hòa. Đúng rồi, làm gì người phụ nữ này, cổ làm tiêu tan sức mạnh của anh, tiêu tan sức mạnh của Trung Nghĩa Đường. Nếu Trung Nghĩa Đường các người, chuyện của Trung Nghĩa Đường anh không cần bận tâm. Quyền trưởng Hàn, tôi có thể hứa với anh, tôi sẽ không cho họ chống cự. Nhưng hai người hãy hứa với tôi một điều, tôi cầu xin hai người hãy tha cho đại ca, nhị ca và em gái tôi. Cậu đừng lo, chỉ cần các người bỏ vũ khí xuống, tôi có thể đảm bảo điều này. Cô lấy gì đảm bảo? Làm sao cô biết trong đó không có đảng cách mạng? Làm sao cô biết họ không phải đang kéo dài thời gian? Quyền trưởng Hàn, nếu anh không tin tôi, anh có thể đi hỏi khắp Liên Thành này. Lâm Giang tôi đã nói là giữ lời. Tam thiếu gia, vậy anh muốn thế nào? Phần tử đảng cách mạng này, để đó tôi xử lý. A Thần. Dạ. Lâm Giang, em định làm gì? Cứu Lâm gia. Lão Tam, em điên rồi hả? Em không có điên. Các người không nhìn thấy tình hình hiện tại sao? Tam ca, chỉ là chị dâu của chúng ta, đừng nhắc tới từ chị dâu với anh. Anh chưa bao giờ nhận chị ta là chị dâu của mình. Chị ta là kẻ thù của Lâm gia chúng ta. Lâm Giang, nếu em dám nổ phát súng đó, từ nay về sau anh và em không còn là anh em. Nhị ca, Lâm Hải, em nói cho anh biết, kể từ lúc anh cắn vào tai em, chúng ta đã mất tình anh em rồi. Ý miệng. Lão Tam, bỏ súng xuống, đừng mắc bẫy của họ. Đại ca, anh sai rồi. Em không có mắc bẫy của họ, em chỉ muốn giết kẻ địch của nhà này. Nếu em không giết chị ta, thì dù chị ta có chết cũng sẽ liên lụy tới Lâm gia chúng ta. Tam ca, nếu anh bắn phát súng đó, Lâm gia chúng ta thực sự sẽ tan rã đó. Câm miệng. Anh đã quên lời trăn trối của cha rồi sao? Anh đừng có bốc đồng nữa. Lão Tam, Hàn Thành Minh không hề có thành ý, hắn chỉ muốn tiêu diệt Lâm gia, hủy hoại Lâm gia, em có hiểu không? Lâm Giang, Lâm Giang, anh xin em có được không? Lâm Hải, anh đừng cầu xin cậu ấy. Nếu em chết, anh cũng phải sống cho đáng mặt đàn ông. Anh không muốn mình đáng mặt đàn ông, anh chỉ muốn em sống thôi. Lâm Giang, tôi hỏi cậu, cậu nghĩ cậu giết tôi, Hàn Thành Minh sẽ để yên cho Lâm gia sao? Nữ cách mạng kia đừng có ở đó chơi trò ly gián có được không? Đảng quốc các người, vì có những người giống như anh mới không thể có được lòng dân. Những kẻ cứng đầu giống như cô, giết một người, đảng quốc chúng tôi sẽ an toàn hơn một chút. Mắc cười lắm sao? Tôi cười vì các người thật lố bịch, vô cùng hoang đường. Giết tôi rồi, vẫn còn hàng triệu đảng cách mạng khác. Giết tôi rồi sẽ khiến nhiều người thức tỉnh hơn, nhận ra được sự mục nát của đảng quốc dân. Giết tôi rồi, đảng quốc các người không thể an toàn hơn, mà chỉ có nguy hiểm hơn. Tiểu Ngọc, em đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi không sợ chết. Từ lúc tôi vào đảng cách mạng, tôi đã luôn sẵn sàng hy sinh vì đảng. Tiểu Ngọc, đừng nói nữa. Em đã nói với anh, đây là niềm tin của em. Chị có thể có niềm tin, nhưng tại sao chị lại liên lụy đến Lâm gia chúng tôi? Niềm tin của chúng tôi cũng có sự lựa chọn, lựa chọn những người xứng đáng đi theo. Cậu bắn đi, tôi sẵn sàng rồi. Chị nghĩ tôi không dám hả? Lâm Giang, em bỏ súng xuống. Tam ca, anh xin em đó. Lão Tam,
Tam thiếu gia, đừng quên những gì anh vừa nói lúc nãy. Đừng nổ súng mà, im miệng. Hôm nay tôi phải bắn phát súng này. Người cách mạng không sợ chết. Quyền trưởng Hàn, nữ đảng viên cách mạng này đã chết, bây giờ anh có thể rút quân được không? Tam thiếu gia, tôi nói rồi, dù tôi có rút lui, anh nghĩ họ sẽ tha cho anh sao? Không có đâu, anh rút lời hả? Nhị ca, lão Tam, Tiểu Ngọc, không được nhị ca, không được. Đánh cho tôi. Tiểu Ngọc, xông lên. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, đi thôi nhị thiếu gia, đi thôi. Buông tôi ra, Tiểu Ngọc, xông lên. Buông tôi ra, đi thôi nhị thiếu gia. Buông tôi ra, đi thôi nhị thiếu gia, chạy đi. Buông tôi ra. Đi mau nhị thiếu gia, buông tôi ra. Buông tôi ra, đi thôi nhị ca. Tiểu Ngọc, tôi phải giết hắn. Nhị thiếu gia, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, người bên trong nghe đây, nhị thiếu gia, hôm nay tôi chỉ bắt đảng cách mạng, ai dám ngăn cản tôi, đừng trách tôi không khách sáo, giết không thương tiếc. Nhị thiếu gia, Lâm Hải, huyện trưởng Hàn, đảng cách mạng đã chết, tất cả những gì anh đang làm bây giờ là giết người vô tội, chỉ cần họ chống cự cho thấy trong lòng họ có âm mưu, họ là đảng cách mạng, các người còn đứng đó làm gì? Lên, dạ, ai dám bước lên, làm gì đó? Tôi ghét nhất là có người chĩa súng vào đầu tôi. Tiểu Ngọc, buông tôi ra. Đội trưởng Loan, cô phải nhìn cho rõ, tôi đang giúp cô bắt đảng cách mạng. Cảnh sát bên tôi đã chết không ít người rồi. Nhị ca, nhị thiếu gia, lão nhị, bình tĩnh lại. Buông ra. Quyền trưởng Hàn, Lâm Danh đã bắn chết Diệp Tuyết Ngọc. Anh hãy để tôi nói chuyện với Lâm Dương. Chúng ta có thể tránh cho các anh em bỏ mạng vô ích. Nói chuyện khỉ khô. Nhị ca, nhị thiếu gia, tránh ra. Quyền trưởng, lão nhị, buông tôi ra. Buông tôi ra, lão nhị. Mau, mau đưa nó đi. Đây, đi. Nhanh, nhanh lên. Đội trưởng Loan, cô nhìn thấy chưa? Hắn còn giết cả trợ thủ tốt nhất của cô. Giết hết cho tôi, không chừa một ai. Giết, giết. Quyền trưởng, họ chạy hướng đó, đuổi theo, đuổi theo. Họ ở phía trước, đuổi theo. Dừng lại. Nhìn lên. Đuổi theo. Dừng lại. Đứng lại. Đừng để chúng trốn thoát. Nhìn lên. Đứng lại. Nhanh. Nhanh. Đứng lại. Em gái, mau chạy đi. Đại ca, chúng ta cùng đi. Nghe anh, đi theo bảo vệ nhị ca em. Đại ca, hắn ở đây, nhanh lên. Đại ca, đi mau. Thank you.
một đám bỏ đi. Lâm Dương, Hằng Thành Minh, anh đang làm gì vậy? Đuổi theo. Dừng, dừng. Anh làm gì Đảng Quốc giết Đảng Cách Mạng? Hay làm gì bản thân anh mà giết Lâm gia? Tôi làm gì Đảng Quốc giết Đảng Cách Mạng? Tôi ra lệnh cho anh rút quân ngay. Cô là ai? Ban điều tra của tổ chức trung ương. Trời cao hoàng đế ở xa. Tôi là tiếng nói cuối cùng ở Liên Thành. Tôi có quyền giết trước báo sau. Có tin bây giờ tôi bắn anh không? Bắn đi. Cô bắn chết tôi, cô sẽ là thông đồng với Đảng Cách Mạng. Anh nghĩ tôi không dám sao? Bắn đi. A Thân, giết hắn. Dạ. Quân Nhã, mọi người thấy rồi đó, Loan Quân Nhã thông đồng Đảng Cách Mạng giết quan chức quan trọng của chính phủ. Ai trong các người dám ngăn cản tôi giết Cách Mạng thì đây chính là kết cuộc. Anh giết người bừa bãi, anh sẽ phải chết thảm. Đi thôi đại ca, đi thôi. Đánh đi, đánh chúng. Đánh chúng, đánh chúng. Đi mau, Quyền Trưởng Hàng, đi mau. Mau đuổi theo. Đuổi theo chúng, mau. Mau. Quân Nhã, Quân Nhã, cuối cùng anh tốt nghiệp trường quân sự rồi. Tin Võ Báo Quốc, em coi. Quân Nhã, chúc mừng anh. Cùng nhau chiến đấu, biến ước mơ của anh thành hiện thực, biến giấc mơ của chúng ta thành sự thật, có phải không? Quân Nhã, 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 Quân Nhã. Lâm Dương, anh xin lỗi, là anh liên lụy em. Anh xin lỗi, em không thể bảo vệ anh. Không sao đâu, không sao đâu. Nhưng được như vậy, em đã thấy mãn nguyện rồi. Hôm đám cưới của Diệp Tuyết Ngọc và Lâm Hải, em ước gì đó là đám cưới của chúng ta. Em có thể nói với người đàn ông của mình sẽ mãi mãi bên nhau. Ngày quan trọng là ngày nào? Giống như ngày hôm nay, người quan trọng là ai? Anh đó. Em sẽ ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, xem đó là gương mặt tươi cười của cha mẹ em. Anh sẽ đưa em đi xem bắn pháo hoa. Hãy để họ nhìn thấy gương mặt tươi cười của chúng ta. Có chuyện gì ngoài kia? Quyền trưởng, Lâm Hải quay lại rồi.
Hắn dám tới sao? Cũng lớn gan lắm. Đi xem thử. Bắt sống cho tôi. Tiểu Ngọc, cô tới rồi hả? Anh làm gì cứ đi theo tôi vậy? Tôi biết rõ, cô thích tôi. Anh xuống đất cho tôi. Tôi cảnh cáo anh, đừng lên đây. Xin hãy phù hộ cho Lâm Hải con sau này cưới được cô gái họ Diệp làm vợ. Tham gia cách mạng có nghĩa là nguy hiểm và hy sinh. Dù tôi kết hôn với bất kỳ ai cũng sẽ làm tổn thương người đó. Trong đời này có một điều tôi chắc chắn sẽ không làm, đó là làm tổn thương cô. Nằm xuống, nằm xuống. Tôi là đảng cách mạng, tôi sợ sẽ làm hại anh, tôi biết. Vậy tại sao anh vẫn ở bên tôi? Bởi vì tôi không thể sống thiếu cô. Tôi không thể ở đây nữa. Tôi phải đi. Cô không thể đi. Tôi không thể sống thiếu cô. Tôi sẽ bảo vệ cô. Hàng Thành Minh, để ảnh đi. Lâm Giang, Lâm Giang, anh định làm phản hả? Tôi đang nổi loạn đó. Tôi nói anh biết, hôm nay ai dám cản ảnh, tôi sẽ sống chết với người đó. Vậy hôm nay tôi cũng cho anh biết, ai dám ngăn cản tôi bắt người, kẻ đó sẽ chết. Huyện trưởng Hàn, tôi không quan tâm ảnh có nhận tôi là em trai hay không, nhưng hôm nay tôi phải bảo vệ ảnh. Để ảnh mang xác đi. Tam thiếu gia, tôi khuyên anh một câu. Hôm nay tôi để anh ta đi, ngày mai anh ta sẽ giết anh. Tôi không quan tâm. Hôm nay anh phải để ảnh đi. Cút. Tại sao tôi phải nghe theo anh? Anh chẳng qua chỉ là một đường chủ trẻ trung nghĩa đường nhỏ nhoi mà dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Hôm nay ở đây, tôi là người có tiếng nói quyết định. Nếu anh muốn đánh thì tôi sẽ đánh với anh. Nếu anh muốn giết, tôi sẽ để anh giết. Nhưng Lâm Hải, phải đưa thi thể đi. Được rồi, tôi muốn xem thử. Ở Liên Thành của tôi, người có tiếng nói quyết định là Lâm Giang Trung Nghĩa Đường hay là Hàn Thành Minh tôi mới có quyền quyết định. Các anh em,
Đã đến lúc các anh phải đổ máu vì Trung Nghĩa Đường rồi. Muốn đấu phải không? Tôi chỉ đếm đến ba. Nếu Lâm Giang Hành không rời đi thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Lâm Giang, một, hai. Huyện trưởng Hàn, hôm nay anh thật sự muốn dùng máu quét sạch Liên Thành sao? Huyện trưởng Hàn, nếu hôm nay anh thả anh đi, Trung Nghĩa Đường tôi và chính quyền huyện của anh có thể hợp tác chân thành. Tôi dựa vào đâu tin anh? Dựa vào tiếng nói của Lâm Giang tôi. Đi đi Lâm Giang, đi đi. Hôm nay tôi sẽ nể mặt anh, nhưng anh phải nhớ kỹ mỗi lời anh nói ngày hôm nay. Thả người. Nào, Tiểu Ngọc, anh đưa em về nhà. Lâm Hải, nếu có một ngày em hy sinh vì đức tin của mình, em hy vọng anh chôn em ở nơi nhìn thấy núi non sông. Nhị thiếu gia, có lên không? Bứng chúng đi. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là Lâm Hải. Gọi vậy không quen đâu, vậy gọi tôi là đội trưởng Lâm. Đội trưởng Lâm, nhưng lúc hắn chưa phát giác, làm đi. Chờ ở đây, để tôi đi xem. Anh em đừng có ngủ đó. Nè, người anh em làm gì đó? Đi.
Đi. Ba người đi theo tôi, những người khác ở lại đây. Đi. 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 Lên. Anh nhìn bên kia đi. Tứ đoàn trưởng đã căn dặn, lần tấn công này phải đánh nhanh và mạnh. Trước khi quân tiếp diện của địch kéo đến, chúng ta phải rút lui trước. Như vậy trước tiên cho bọn chúng cầm điếc, sau đó mới hạ gục chúng. Trong thời gian qua, nhị thiếu gia, à không, đồng chí Lâm, cuối cùng cũng từ thiếu gia giàu có trở thành người lính Hồng quân thực sự. Đừng nói nhảm, anh cũng là người lính Hồng quân. Anh giải quyết bên trong, tôi đi cắt đường dây điện thoại. Được, hành động. Hành động nhanh. Dạ. Đi. Báo cáo, đội đột kích Lâm Hải đã chiếm được bộ chỉ huy của địch. Chúng ta đang ở các vị trí nào? Đại đội 1 đã chiếm giữ các điểm cao bộ chỉ huy của địch. Đại đội 2 đã đi vòng qua cánh phải của địch. Đại đội 3 đã ngăn chặn miệng đèo. Ra lệnh cho toàn quân toàn lực tấn công. Bắn. Bắn. Alo, gọi tổng bộ, gọi tổng bộ. Alo, tổng bộ, chúng tôi yêu cầu chi viện. Alo, alo. Xông lên.
Nhị ca. Tại sao em lại phải gia nhập đảng quốc dân? Tất cả không phải là do anh sao? Ngày đó anh nhất quyết đòi mang xác Diệp Tuyết Ngọc đi. Đây là cái giá em phải trả. Vẫn không biết hối cải. Trên chiến trường chúng ta sẽ là kẻ thù. Được thôi, giờ chỉ còn hai anh em mình. Đã đến lúc nên giải quyết rồi. Nhị ca, người của anh đang đuổi theo kẻ địch. Anh không đánh lại em đâu. Em đã nói rồi, anh không phải là đối thủ của em. Có phải anh điên rồi không? Khỏi Liên Thành, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu. Xem ra vở kịch này tôi phải tự tay diễn xuất rồi. Đội trưởng, chúng lại đến rồi. Đội đột kích Liên Thành, mau theo tôi xông lên. Đánh! 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 Dù chúng tôi đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng cuối cùng vì quân lực chênh lệch, hết đạn dược, hết lương thực,
cuối cùng chỉ có thể sơ tán trận địa về Bạch Diệp Dương Lĩnh ở thôn Trung Phòng chờ lệnh, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Ráng lên, ráng chịu một chút. Đội trưởng, tỉnh dậy đi đội trưởng. Anh không sao chứ? Mấy giờ rồi? 6 giờ rồi. Chúng ta còn rất ít người, vũ khí và đạn cũng ít hơn họ. Nếu cầm cự trong 6 ngày có lẽ là được. Chúng ta giữ nơi này thêm ngày nào, có thể giúp Hồng quân Trung ương tranh thủ di chuyển thêm ngày đó. Dù đánh tới mức chỉ còn lại một người thì cũng phải bảo vệ Tùng Mao Lĩnh. Được. Lão Tam, Lâm Giang, sau trận chiến này nhị ca có lẽ sẽ không còn gặp em nữa. Thật ra trong lòng nhị ca đã không còn ghét em. Anh từng hy vọng có thể tự tay dùng đao trị tội em, nhưng anh càng hy vọng em có thể thức tỉnh. Nghĩa Đường nổi tiếng vạn năm, truyền nhiều đời sau. Trung Nghĩa Đường nổi tiếng vạn năm, truyền nhiều đời sau. Hai chữ Trung và Nghĩa này là gốc rễ của Lâm gia ta. Trung thành với quốc gia, tình nghĩa với anh em. Tình của nhị ca em đây xin ghi nhớ trong lòng. Anh nói nỗi quan này anh còn phải gánh bao lâu nữa đây? Anh mặc kệ, em là rương tiền của anh, tống tiền. Lão Tam, cố lên. Bắt anh đi. Bắt đi, bắt đi. Bắt anh đi. Mùng 1 tháng Giêng, mở hội hương đường. Anh em đồng lòng cùng quỳ xuống trước mặt anh em Trung Nghĩa Đường. Tổng đà các nơi bàn chuyện nhà. Tam ca, nhị ca, hai người xấu quá đi. Hai người xấu quá dám gạt em. Đừng đánh anh nữa, đau quá. Em nói nghe nè nhị ca, tam ca, hai anh mà hợp lực lại chắc chắn ở Liên Thành này không có đối thủ. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Hơn nữa năm nay nhà chúng ta còn có thêm thành viên mới. Chúng ta có được thêm một chị dâu tốt bụng. Nhị ca của anh sẽ tha cho anh sao? Con có biết con đã giết chú Trương của con không? Con giết chú Trương, sẽ có một ngày con cũng giết cha. Con là đứa bất hiếu. Được rồi, Tam thiếu gia, bao nhiêu năm qua thật vất vả cho cậu rồi. Họ muốn làm suy yếu sức mạnh của anh, mở đường cho nhị ca của anh lên kế vị. Cha, tôi thấy đối với chuyện này, Tam thiếu gia, chuyện này có liên quan tới mạng sống của đại ca Lâm Dương của anh. Quyền trưởng Hàn, anh uy hiếp tôi sao? Trung Nghĩa Đường không dễ bị điều khiển như vậy. Em hồ đồ rồi. Em nghĩ em làm như vậy họ sẽ chịu thả đại ca ra sao? Em có biết em đang làm gì không? Em có biết
Họ là những người anh em cùng chiến đấu sống còn với anh. Cổ là đảng cách mạng, anh cũng là đảng cách mạng. Em là người Lâm gia, em cũng xứng đáng là người Lâm gia sao? Tại sao em lại không phải? Đúng vậy, vì người phụ nữ này, cổ đã làm anh mất đi sức mạnh. Lão Tam là mất đi sức mạnh của Trung Nghĩa Đường. Em được mắc mưu bọn họ. Anh cầu xin em Lâm Giang, anh cầu xin em có được không? Em dám nổ súng thì từ nay về sau chúng ta sẽ không còn là anh em. Nhị ca, Nhị ca, ngày 29 tháng 9 năm 1934, trận chiến lại bắt đầu. Kẻ thù đã sử dụng những cách điên cuồng nhất để tấn công mạnh vào trận địa của quân ta. Dù ai cũng kiệt sức nhưng vẫn dũng cảm chống trả kẻ thù, bởi vì Hồng quân Trung ương sẽ có thêm một ngày để chuẩn bị cho chiến lược rút lui. Giữ vững thêm được một phút, Hồng quân Trung ương sẽ có thêm thời gian để an toàn rút khỏi Thụy Kim, cho dù đó chỉ là một phút. Đạn đã hết, lưỡi đao cũng cong. Nhưng những người lính của đội đột kích Liên Thành không một ai nao núng, không ai chấp nhận đầu hàng. Ngay cả khi tôi chỉ còn lại phút cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi cũng sẽ chết ở quê hương, ở Liên Thành, trên vùng đất này. Các người đánh quốc quân đúng là dũng cảm mà. Nhị thiếu gia, xem ra anh thực sự mệt mỏi rồi. Vậy để tôi tiễn anh một đoạn. Lâm Hải, trước khi anh chết, anh có gì muốn nói không? Muốn chết hả?
Lão Tam. Nhị ca. Lâm Giang, tôi đang lo là không tìm được anh. Vì mà anh đã tự mình tới đây. Được, nếu hai anh em đã ở đây, vậy tôi sẽ cho hai người được chết chung. Hàn Thành Minh, tôi cũng đang lo không thể tìm thấy anh. Giữa chúng ta có nhiều món nợ cần giải quyết. Để giết anh, hai anh em chúng tôi sẽ hợp sức lại. Thành Minh, không ngờ võ công của anh cũng được lắm. Điều không ngờ còn nhiều lắm. Tôi thua rồi. Hàn Thành Minh, tôi nhận thua rồi. Huyện trưởng Hàn, đây là Liên Thành. Thua rồi. Sau này ở Liên Thành sẽ do anh quyết định. Trễ rồi. Tạm biệt. Cẩn thận Lão Tam. Lão Tam, em không sao chứ? Lão Tam. Nhị ca, em sai rồi. Lão Tam. Nhị ca, em xin lỗi anh. Lão Tam. Không. Lão Tam. Trận Tùng Mao Lĩnh là trước cuộc vạn lý trường chinh của Hồng quân, cũng là trận càn quét bao vây trấn áp cuối cùng của kẻ địch, cũng là trận chiến tàn khốc nhất của chúng tôi. Trong trận này, trong suốt 7 ngày 7 đêm chiến đấu, chúng tôi đã dùng thân mình tạo ra được tuyến phòng thủ bi tráng nhất. Theo biên niên sử của huyện Trường Đinh, tháng 9 năm 23 Dân Quốc, tư lệnh của lộ quân thứ 3 của đảng Quốc dân thời bấy giờ, Lý Diên Niên,
đã lãnh đạo 6 sư đoàn tấn công Tùng Mao Lĩnh tại điểm giao nhau với Liên Thành. Tổng tư lệnh của quân ta Chu Đức chỉ huy quân đoàn 1 Hồng Quân và quân đoàn 9 Hồng Quân, đóng quân dày đặc, củng cố việc phòng ngự. Trận đánh này đã giúp Hồng Quân Trung ương phá được dòng dây, thực hiện chiến lược đại di chuyển, giành được thời gian vô cùng quý giá để quân đoàn 9 Hồng Quân thực hiện bước đầu tiên trên chặng đường Trường Chinh 25.000 dặm, sau này trở thành tuyến đầu trong cuộc chiến chống Nhật cứu nước.